lắm mới có việc chạy qua quận 2 một lần. Phải ghé ô rụt mâm một bữa ra trò mới được. Quán nổi tiếng với các món xuồng heo nướng theo phong cách Tết và tất nhiên là có remix lại để phù hợp với khẩu vị của người Việt hơn nha. Không gian bao thoáng và rộng rãi. Hôm nay chú bé Búp Míp sẽ đi chợ. Ba chị em gọi một phần combo xuồng heo 4 vị lần lượt là gốc chú trăng, Memphis Grind, Blueberry và Golden Carolina. Cá nhân mình cảm thấy combo này khá là hợp lý. 669k phần ăn là chất lượng. Những cây xuồng cộng to đung đoàn, thịt mềm mỏng nước lại còn tróc xương, gia vị tẩm ướp vừa phải. À, combo đã bao gồm các món ăn kèm như là bắp, đậu bắp thơm và cả khoai tây chiên rồi nha. Tất nhiên là quán không chỉ có 4 loại sốt này, mà còn rất rất nhiều các lựa chọn khác nữa. Tùy vào sở thích mà lựa chọn thôi. Nếu như mình thích mâm cay cho nên Golden chú trang khá good. Chú bé Búp Míp hảo ngọt cho nên Golden Carolina hoặc là Blueberry lại là lựa chọn hợp lý nè. Chị mình là fan hâm mộ của món da gà chiên giòn cho nên cũng kêu thêm một phần. Phải nói là tốc độ ra món cực nhanh. Mấy miếng da gà siêu lớn là còn mỏng tanh, tẩm chút bột khô rồi đem đi chiên và nó là giòn rụm luôn. Mâm kèm với sốt Golden Carolina ngon bá cháy. Thức uống thì với 35k một người các bạn sẽ được free refill nha. Tổng kết lại một bữa ăn vô cùng happy. Tổng thiệt hại 888k cho 3 người. Ý, số đẹp. Review tới đây thôi, tuần sau gặp lại.